Chào tất cả các bạn, mình tên là Võ Quỳnh Minh Ngọc, mình đến từ lớp Quốc Việt và Tiếng Anh của K44. Hôm nay mình xin làm video trình bày bệnh án bằng tiếng Anh. Đây sẽ là một trường hợp giả định cụ thể các triệu chứng và các xử lý liên quan đến trường hợp đó. Trước tiên thì mình xin tóm tắt bệnh án này bằng tiếng Việt. Bệnh nhân C là một người đàn ông khỏe mạnh, hoạt động bình thường, nhưng hai ngày nay anh ấy cảm thấy ngày càng khó thở hơn. Anh ấy đã ho ra đàm, có máu và đau khi thở sâu. Độ cứu thương đã cho anh ta thở oxy 28%. Mình xin chú thích thở oxy 28% có nghĩa là thở oxy qua mặt nạ. Anh ta có nhiệt độ đo được là 38,4 độ C, khó khi hít thở sâu và bạn nghe được tiếng rên ẩm ở khu vực giữa phải. Nghi ngờ bị viêm phổi thùy cấp tính, bạn sắp xếp cho chụp X-quang khẩn cấp, làm xét nghiệm công thức máu và khí máu động mạch và tiến hành các bước còn lại với cuộc thăm khám. Và sau đây mình xin được trình bày bệnh án này bằng tiếng Anh. Patient C is a young man who is normally fit and active, but has been increasingly breathless over the previous 2 days. He has been coughing up bloody sputum and it hurts to breathe deeply. The ambulance crew have given him 28% oxygen. He has a temperature of 38.4 degrees of Celsius, is reluctant to breathe deeply, and you hear localized crepitations over the right mid zone. Suspecting acute lobar pneumonia, you make arrangements for an urgent chest X-ray, full blood count and blood gauge, and then continue with the remainder of the examination. Và trên đây là bản trình bày bệnh án và tiếng Anh của mình. Cảm ơn tất cả các bạn và thầy đã chú ý lắng nghe.